Chào mừng quý vị và anh chị em đối với kênh Church News. Kính thưa quý vị và anh chị em, giáo sở Kim Đôi cũng như nhiều giáo sứ khác trong địa bàn huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà là nơi chịu ảnh hưởng rất nặng nề do cơn bão số 5 gây ra. Trước thông báo của các cấp chính quyền, bà con giáo dân của xứ Kim Đôi chỉ kịp rời bỏ căn nhà nhỏ bé của mình để đi sơ tán trước khi bão quét qua. Những gì còn lại sau cơn bão đi qua khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bốn nhà thờ với độ tuổi 30 năm đã không đứng vững được trước cơn bão khủng khiếp với những cơn gió mạnh cấp 12. Nhiều ngôi nhà của các giáo dân nơi đây cũng bị tóc mái. Nhiều người già lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trước cảnh điêu tàn đó, cha quản sứ cùng với các gia trưởng trong giáo xứ hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện và chung tay lợp tạm nhà chúa cũng như nhà của bà con giáo dân để ở tạm qua mùa mưa bão tuy nhiên mùa mưa bão còn dài nên tất cả mọi người cũng đang thấp thỏm lo âu trong tinh thần hiệp thông liên đới kính giáo sở kim đôi kính xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho giáo sở sớm ổn định cuộc sống nhà chúa được sửa chữa và người già được bình tâm trở lại sau những gì mất mát kính thưa quý vị và anh chị em Ngoài giáo sứ Kim Đôi, giáo sứ Dương Sơn cũng đã phải gánh chịu nhiều hậu quả sau khi cơn bão số 5 càng quét qua. Nhiều ngôi nhà trong giáo sứ bị tóc mái, cây cối bị gãy đổ, bứt gốc, dây điện rơi xuống đường làm mất điện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong giáo sứ. Nhà thờ giáo sứ Dương Sơn sau cơn bão đi qua, có một số ngói bị gió cuốn làm rơi vỡ phần mái tôn phía sau nhà hiệp nhất bị gió cuốn đi nhiều cây cối trong khuôn viên nhà thờ bị gãy đổ đặc biệt ngôi thánh đường ở giáo họ hương cần thuộc giáo sứ dương sơn đã bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão toàn bộ tôn lợp nhà thờ đều bị gió cuốn đi một số sàn ngang bị gãy hệ thống đèn điện và nội thất bên trong nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng các bức tường bị nứt nhiều mảng toàn bộ cây cối trong khuôn viên nhà thờ đều bị gãy đổ bứt gốc. Sau khi cơn bão đi qua, dưới sự hướng dẫn của cha quản sứ cùng sự cộng tác của mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ đã tiến sửa sang lợp lại mái ngói và dọn dẹp cây cối đã bị đổ gãy trong khuôn viên nhà thờ. Tuy nhiên, nhà thờ ở giáo họ Hương Cần vì bị hư hại khá nghiêm trọng, cộng thêm việc mất điện nên công tác khắc phục hậu quả còn gặp nhiều khó khăn và cần nhiều thời gian xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho giáo sứ chúng con đặc biệt cho giáo họ hương cần để nhờ ơn chúa mọi hậu quả của bão để lại sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất tạ ơn chúa đã gìn giữ chúng con bình an trong cơn bão vừa qua xin tình yêu thiên chúa luôn bao bọc và nâng đỡ chúng ta luôn mãi